Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung và những chuyến cano không đồng băng băng dễ nước ứng cứu đồng bào. Tháng 10 năm 2020 là khoảng thời gian muốn quên đi, nhưng không thể quên của hàng triệu người dân miền Trung khi suốt gần một tháng dòng. Khúc ruột của đất nước phải hoàn mình chống lại cơn lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng về cả người và của bất lực, hoang mang, người dân vùng lũ thậm chí còn phải kêu cứu trên mạng xã hội do nước lũ dâng quá nhanh, mọi công tác cứu trợ ở địa phương không thể theo kịp. Và rồi chính những tiếng kêu cứu xé màn đêm ấy đã trở thành nguồn động lực lớn nhất khiến một nhóm người không thể ngồi yên. Với kinh nghiệm trong công tác cứu trợ bão lũ nhiều năm trước, nhóm người này hiểu được cái mà người dân thực sự cần trong lúc này. Thử tưởng tượng nước lũ dâng lên đến nóc nhà thì làm sao họ có thể chịu đựng được hay có những ngôi nhà nằm sâu trong ngóc ngách gần một tuần chưa được tiếp cận hỗ trợ, rồi cả những khu vực bị cô lập bởi nước đến nỗi thuyền ghe bình thường cũng không di chuyển được. Từ đây, suy nghĩ sử dụng thuyền bơm hơi, phương tiện nhẹ, nhỏ, dễ len lõi xuất hiện. Ngay cả ở những nơi nước lớn nhất, phương tiện này vẫn có thể hoạt động. Vậy là ngay đêm ngày 8 tháng 10, những chuyến xe bán tải đầu tiên mang theo thuyền hơi và cano nhằm ứng cứu đồng bào đã có mặt tại Quảng Trị. Ý tưởng về một biệt đội cano không đồng cũng chính thức nhen nhóm từ đây. Những cuộc giải cứu diễn ra ngay trong đêm. Biệt đội là tập hợp của rất nhiều anh em đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, họ không mong muốn được nhắc tên riêng, bởi mọi hoạt động đều mang ý nghĩa tập thể và hướng tới lợi ích chung. Khẩn trương và hiệu quả là phương châm hoạt động của anh em trong biệt đội cano không đồng ngay tại thời điểm đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một vài lời kêu gọi, dần dần nó hóa thành lời hiệu triệu nguồn lực thuyền hơi và cano không đồng được huy động từ cả nước chứ không còn loanh quanh khu vực Đà Nẵng, Huế. Ngay cả các doanh nghiệp cũng như các câu lạc bộ lớn về thuyền hơi, sùng hơi cũng không chịu đứng ngoài cuộc. Chỉ sau một đêm, 20 chiếc thuyền bơm hơi lớn nhỏ, ba cano lớn sức chứa hơn 20 người đã được tập trung. Chỉ trong một thời gian ngắn, lời hiệu triệu đã được lan tỏa rộng khắp. Biệt đội cano không đồng là một cái tên lột tả được đúng tất cả những sự đóng góp và hy sinh của nó, bởi các anh em trong đội lúc đó thật sự là những người hùng thầm lặng, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm, giúp người hơn cả giúp mình. Chúng tôi không riêng lẻ, chúng tôi là biệt đội bởi chỉ cần khó khăn, anh em bắc, trung, nam đều sẽ hội tụ để cùng nhau vượt qua, đại diện biệt đội chia sẻ. Sự lên ngôi của những bản lĩnh thầm lặng và những kỷ niệm không thể nào quên. Ở thời điểm ấy, các thành viên của biệt đội Cano không đồng vốn phần lớn đều là những người con của đất mẹ miền trung biết rằng mình phải làm điều gì đó tinh thần tương thân tương ái không thể chỉ nằm trên con chữ mà phải là hành động để tạo ra kết quả tốt đẹp cho cuộc sống chung mỗi người mỗi tay hợp sức lại chúng ta sẽ làm ra những điều kỳ diệu những chuyến cano thuyền hơi dễ lũ mà đi giờ nhắc lại thì thấy dễ nhưng phải hiểu rằng đây là công việc hết sức vất vả và nguy hiểm giữa mênh mông biển nước không biết đâu là bờ ngay cả cano có trọng tải lớn 20 chỗ còn suýt gặp nạn, huống chi là những chiếc thuyền hơi nhỏ bé. Tuy nhiên, với bản lĩnh, sự dũng cảm, tinh thần tương thân tương ái dành cho đồng bào miền Trung ruột thịt, biệt đội vẫn miệt mài công việc của mình, không hề có ý định kết thúc cho đến khi người dân được ổn định và quay lại quỹ đạo vốn dĩ. Trên chuyến hành trình của mình, các anh em trong biệt đội cano không đồng đã có rất nhiều kỷ niệm. Vui có, buồn có, đau đớn có, ý nghĩa có nhưng tất cả đều trở thành một phần ký ức còn mãi trong tâm trí của anh em. Đó là câu chuyện về một bà cụ 61 tuổi sống cùng cha 85 tuổi. Bà bị té ngã và ngâm mình trong nước ngập rồi qua đời. Bảy ngày con nước lên nhà lại nằm sâu bên trong biển nước bao la, cano phải chạy rất lâu mới tiếp cận được. Đó còn là câu chuyện về một cụ bà 91 tuổi đứng ngóng ở cửa chỉ vì nhờ người mở dùng cái nắp trai. Đó cũng là câu chuyện về cụ ông đã 67 tuổi vẫn phải lội nước từ xa đến với đoàn thuyền cứu trợ, lý do Âu cũng bởi mấy ngày liền nhà ông đã không có điện, không có ánh sáng, không đồ ăn thức uống. Những hình ảnh mà anh em biệt đội không bao giờ quên. Những cung bậc cảm xúc đã có suốt hành trình cứu lũ ở miền Trung đã khiến anh em của biệt đội không đồng cũng cố thêm niềm tin rằng, cứ cho đi và chúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta đã đánh đổi có thể là phần tiền hỗ trợ học phí cho con cái của chính các thành viên trong biệt đội có thể là một cái nắm tay một cái ôm một nụ cười hy vọng một lời cảm ơn chân thành chúng tôi luôn tâm niệm rằng nếu chỉ có lòng tốt thôi thì vẫn chưa trọn vẹn nó cần kết hợp với sự thương người cũng như thông điệp trong cơn bão lũ không để ai rơi lại phía sau những hành trình mới những tình yêu thương lan rộng theo cách mới cuộc sống vốn là thế bạn không thể biết được ngày mai và những điều bất ngờ cái nào đến trước. Cách duy nhất giúp chúng ta vượt qua nó chính là học cách thích nghi. Năm 2020 đã qua chính là một thử thách như vậy, không chỉ với biệt đội cano không đồng mà với tất cả mọi người. Thế nhưng hành trình từ không đến có, vẫn luôn tồn tại và có thể dễ dàng đạt được nếu bạn luôn ý thức được bản lĩnh tiềm tàng trong mình. Bỏ lại sau lưng những trăn trở của một năm mưa lũ, dịch bệnh, kinh tế đình trệ, bổ vây, tập thể biệt đội Cano không đồng hướng tới tháng 1 năm 2021 với hàng loạt các kế hoạch, dự định hướng tới cộng đồng đúng như tôn chỉ ban đầu đã đặt ra, thậm chí là nhiều hơn thế. Năm 2021, biệt đội có nhiều dự định hơn. Những gì làm từ tâm thì sẽ trạm đến tâm, đó là thông điệp mà trong suốt quá trình đồng hành, các anh em trong đội luôn nhắc nhở nhau. Không chỉ dừng lại ở mặt ý tưởng, các hành động thiết thực hơn cũng đang được triển khai, trong đó có chương trình du thuyền tham quan bán đảo sơn trà cho các bạn nhỏ có điều kiện khó khăn hoặc mồ côi cha mẹ hoặc những chương trình tour du lịch thiện nguyện nhằm quyên quỹ cho biệt đội ngoài ra biệt đội cano không đồng luôn luôn sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị để phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác cứu hộ cứu trợ trong những lúc khẩn cấp nếu có ai hỏi chúng tôi rằng bạn có thấy đánh đổi và hy sinh của bạn ở biệt đội cano không đồng là xứng đáng chúng tôi sẽ dùng dấu ba chấm như một câu trả lời mở với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhiều góc nhìn khác nhau để mỗi khi nhìn lại mỗi mảnh ghép tạo nên bức tranh của biệt đội cano không đồng ngày đó sẽ luôn đầy tự hào và xứng đáng nắm bắt mọi thời cơ quyết liệt tiến lên để chinh phục những đỉnh cao mới tiger bia tin rằng chỉ cần có bản lĩnh sẽ luôn có cách để bạn chinh phục những đỉnh cao mới khi đã chọn bắt đầu hãy bắt đầu thật quyết liệt hăng say để cùng thế hệ của mình vương mình bứt phá từ hôm nay.